Thầy chào tất cả các em. Thầy rất vui khi gặp lại các em ở tiết học toán lớp 2 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Để cho tiết học đạt hiệu quả hơn thì trước hết các em cần chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1, vở, bút mực, bút chì và bộ đồ dùng toán của lớp 2 nhé các em. Và một điều thầy cần lưu ý đối với các em là trong quá trình ngồi học, các em cần ngồi ngay ngắn và giữ khoảng cách giữa mắt với màn hình nha các em. Và bài học hôm nay thầy hướng dẫn đến các em đó là em làm được những gì? Tiết 2. Các em mở sách giáo khoa ra trang 57, 58. Và bài tập đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu đó là bài 5, số. Biết rằng ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 14. Ở bài tập 5 này yêu cầu chúng ta làm được gì các em? À, ở bài tập 5 này yêu cầu chúng ta sẽ là điền số thích hợp vào các dấu chấm hỏi. Vậy thì chúng ta sẽ điền bằng cách nào? À chúng ta sẽ dựa vào yêu cầu của đề bài đó là biết ba số theo hàng hay theo cột có tổng là 14 đó các em. Các em đã hiểu rõ chưa? Bây giờ các em hãy mở sách ra, các em sử dụng bút chì các em điền số thích hợp vào các dấu chấm hỏi ở bài tập 5 cho thầy. Các em đã thực hiện xong chưa? Bây giờ các em quan sát lên màn hình cùng xem kết quả với thầy nhé. Đến với cột dọc đầu tiên có 3 ô số, ô số 7, ô số 2, ô số 5. Để xem có phải là tổng là 14 hay không thì chúng ta cùng thực hiện nhé các em. Các em sẽ lấy 7 cộng 2 cộng 5, 7 cộng 2 bằng 9, 9 cộng 5 bằng 14. Đã đúng với yêu cầu của đề bài đó là có tổng là 14 rồi đó các em đến với hàng ngang gồm có 3 ô 5 6 và dấu chấm hỏi vậy số cần điền ở đây là số mấy các em chúng ta sẽ làm thế nào à đầu tiên các em sẽ lấy 5 cộng 6 bằng 11 11 cộng mấy nữa để được 14 các em à 11 cộng 3 nữa để được 14 đó đến với cục dọc gồm có 3 ô số 3 dấu chấm hỏi, dấu chấm hỏi. Ở cột dọc này chúng ta chỉ biết được số 3, còn hai số còn lại chúng ta chưa biết. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em hãy suy nghĩ và cho thầy biết nào. À, đầu tiên chúng ta sẽ đi xác định cái ô chứa dấu chấm hỏi cuối cùng này. Và chúng ta muốn xác định được số ở đây thì chúng ta sẽ dựa vào đâu các em? À, chúng ta sẽ dựa vào hàng ngang tiếp theo đó là 2, 8 và chấm hỏi. Vậy trước hết các em sẽ lấy 2 cộng 8 bằng 10. 10 cộng mấy bằng 14 các em? À 10 cộng 4 bằng 14 do đó số đây cần điền đó là số 4. Và trở lại cột dọc này thì chúng ta dễ dàng xác định được số ở đây phải không các em? Vậy trước hết các em sẽ lấy 3 cộng 4 bằng 7. 7 cộng mấy nữa để được 14 các em? À 7 cộng 7 nữa để được 14 Do đó số cần điền ở đây chính là số số 7 Đến với cục dọc tiếp theo gồm có 3 ô số đó là 2 chấm hỏi 3 Vậy các em cho thầy biết số cần điền ở ô chứa dấu chấm hỏi này là mấy không nào Trước hết các em cũng lấy 2 cộng 3 bằng 5 5 cộng 9 bằng 14 Như vậy số cần điền ở ô này là số 9 đó các em đến với hàng ngang tiếp theo 3 chấm hỏi 3 số cần điền ở đây là mấy các em em nào có kết quả là 8 vậy thì em đó rất giỏi bởi vì chúng ta lấy 3 cộng 3 bằng 6 6 cộng 8 bằng 14 phải không các em và đến với cột dọc còn lại gồm có 3 ô số 3 chấm hỏi 1 vậy số cần điền ở đây là mấy các em trước hết các em cũng lấy 3 cộng 1 bằng 4 4 cộng mấy bằng 14 các em? À, 4 cộng 10 bằng 14. Như vậy số cần điền ở đây đó là số 10. Ở bài tập 5 các em đã biết cách điền số dựa vào các phép cộng có tổng là 14. Tiếp theo chúng ta sang bài tập 6. Đặt thêm một khối lập phương vào hình để có hai nhóm ba khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng. Ở bài tập số 6 gồm có hai câu, câu A và câu B. Yêu cầu ở bài tập 6 là gì các em? À yêu cầu ở bài tập 6 đó là chúng ta sẽ đặt thêm một khối lập phương vào hình A và hình B sao cho có hai nhóm ba khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng. Các em đã hiểu rõ yêu cầu của đề bài chưa? Bây giờ chúng ta cùng thực hiện câu A nhé. Đến với bài tập A này, các em hãy suy nghĩ và các em đặt thêm một khối lập phương vào hình cho thầy để có hai nhóm ba khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng cho thầy vậy thì chúng ta sẽ dựa vào đâu để chúng ta đặt cho đúng vị trí đây các em à các em dựa vào hình nền chúng ta thấy có những cái sọc dọc phải không nào và có những cái sọc ngang bây giờ các em quan sát lên màn hình ở sọc dọc này thầy đã có hai khối lập phương tương tự ở sọc ngang này cũng vậy thầy đã có hai khối lập phương như vậy chúng ta sẽ đặt thêm một khối lập phương vào đâu để có hai nhóm có ba khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng các em à thầy sẽ đặt thêm một khối lập phương vào giữa và để xem có đúng với kết quả của đề bài hay không thì các em và thầy cùng kiểm tra nhé nhóm thứ nhất thầy có ba khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng và nhóm thứ hai cũng có ba khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng như vậy đã đúng với yêu cầu của đề bài tiếp theo chúng ta sang Câu B. Ở câu B này cũng cách làm tương tự như câu A, các em hãy suy nghĩ và chúng ta sẽ đặt thêm một khối lập phương vào đâu các em? À, ở câu B này thầy cũng đặt thêm một khối lập phương vào ở giữa. Và để xem có đúng với yêu cầu của đề bài hay không thì các em và thầy cùng kiểm tra nhé. Thầy có nhóm thứ nhất gồm có 3 khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng. Và nhóm thứ hai cũng có 3 khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng tiếp theo chúng ta sang hoạt động vui học đố em các chú vịt ra bờ ao con đi trước đi trước hai con con đi giữa đi giữa hai con con đi sau đi sau hai con hỏi có bao nhiêu con vịt bài đố em này yêu cầu chúng ta làm gì các em à yêu cầu chúng ta là xác định xem có bao nhiêu con vịt vậy thì chúng ta sẽ xác định như thế nào à các em dựa vào các câu thơ như sau Con đi trước, đi trước hai con Con đi giữa, đi giữa hai con Con đi sau, đi sau hai con Bây giờ các em hãy dựa vào ba câu thơ này Và các em hãy sử dụng khối lập phương của mình Hoặc là ve tính của mình Các em hãy xác định xem cho thầy có bao nhiêu con vịt các em đã thực hiện xong chưa bây giờ các em quan sát lên màn hình cùng xem kết quả với thầy nhé con đi trước đi trước hai con con đi giữa đi giữa hai con con đi sau đi sau hai con các em quan sát lên màn hình thầy có con đi trước sẽ đi trước hai con và con đi giữa sẽ đi giữa hai con Con đi sao sẽ đi sao. Hai con này. Như vậy các em cho thầy biết có tất cả bao nhiêu con vịt các em? À, có tất cả ba con vịt. <laughs> Tiếp theo chúng ta sang bài tập số 7. Nói theo mẫu câu. Sên đỏ đi từ nhà lúc mấy giờ đến nơi lúc mấy giờ? Sên xanh đi từ nhà lúc mấy giờ đến nơi lúc mấy giờ, ở bài tập 7 này yêu cầu chúng ta làm gì các em? À, ở bài tập 7 này yêu cầu chúng ta sẽ là điền số giờ thích hợp vào các dấu chấm hỏi. Vậy thì chúng ta điền bằng cách nào? À, chúng ta sẽ dựa vào hình ảnh của sên đỏ. Nhà của sên đỏ, đồng hồ của sên đỏ và nơi đến của sên đỏ cũng như hình ảnh của sơn xanh, ngôi nhà của sơn xanh, đồng hồ của sơn xanh và nơi đến của sơn xanh đó các em. Trước hết các em quan sát sơn đỏ di chuyển như sau. Các em cho thầy biết sơn đỏ đi từ nhà lúc mấy giờ các em? Các em hãy quan sát đồng hồ này cho thầy biết nè. À, kim ngắn chỉ ngay số 7. Kim dài chỉ ngay số 12, như vậy đồng hồ chỉ lúc 7 giờ đó các em. Và các em quan sát cái nơi đến của sên đỏ đồng hồ chỉ lúc mấy giờ các em? Kim ngắn chỉ ngay số 8, kim dài chỉ ngay số 12, như vậy sên đỏ đến nơi lúc 8 giờ. Do đó thầy sẽ trả lời được câu hỏi phía trên đó là sên đỏ đi từ nhà lúc 7 giờ đến nơi lúc 8 giờ. Tương tự như vậy các em quan sát. Sơn xanh di chuyển như sao? Các em cho thầy biết Sơn xanh đi từ nhà lúc mấy giờ các em? À, sơn xanh đi từ nhà cũng lúc 7 giờ Và sơn xanh đến nơi lúc mấy giờ các em? À, sơn xanh đến nơi lúc 9 giờ Như vậy thầy sẽ trả lời cho câu hỏi phía trên đó là Sơn xanh đi từ nhà lúc 7 giờ đến nơi lúc 9 giờ. Bây giờ các em hãy đọc lại kết quả cho thầy. Thơ thầy sen đỏ đi từ nhà lúc 7 giờ đến nơi lúc 8 giờ. Sen xanh đi từ nhà lúc 7 giờ đến nơi lúc 9 giờ. Các em quan sát lên màn hình chúng ta thấy là sen đỏ và sen xanh cùng đi từ nhà lúc 7 giờ và cùng đến một nơi. Nhưng mà ta thấy là sên đỏ đến sớm hơn so với sên xanh, bởi vì sao vậy các em? Chúng ta thấy rằng sên đỏ di chuyển theo một đường thẳng, cho nên sẽ đến sớm hơn so với sên xanh, còn sên xanh di chuyển theo đoạn đường cong cho nên sẽ đến sau so với sên đỏ đó các em. Cho nên trong cuộc sống Chúng ta muốn đi đến một nơi nào mà với thời gian ngắn nhất thì chúng ta nên lựa chọn con đường thẳng để đi nhé các em. Tiếp theo chúng ta sang hoạt động thử thách. Thay các hình tam giác, hình vuông, hình tròn bằng các số nào? Hình tam giác cộng hình tam giác bằng 14, hình tam giác cộng hình vuông bằng 12 hình vuông cộng hình vuông bằng hình tròn. Yêu cầu ở bài tập này đó là các em sẽ thay thế những cái hình tam giác, hình vuông, hình tròn bằng những cái số thích hợp. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? À trước hết các em quan sát lên màn hình. Hình tam giác cộng hình tam giác bằng 14. Các em quan sát hai hình tam giác này có giống nhau không các em? À hai hình tam giác này giống nhau và bằng nhau. Như vậy các em cho thầy biết hai số nào giống nhau? cộng lại với nhau bằng 14 không các em? Các em hãy dựa vào bảng cộng mà các em đã học, các em cho thầy biết nào. À, hai số giống nhau cộng lại với nhau bằng 14 đó là 7 cộng 7. Do đó, ở hình tam giác này thầy sẽ thế bằng số số 7 đó các em. 7 cộng 7 bằng 14. Tiếp theo, hình tam giác cộng hình vuông bằng 12. Ở phía trên chúng ta đã xác định được hình tam giác đó là 7. Như vậy ở hình tam giác này thầy sẽ thế bằng số 7 đó các em. 7 cộng hình vuông bằng 12. Vậy các em cho thầy biết 7 cộng mấy bằng 12 các em? Dựa vào bản cộng chúng ta đã học. À 7 cộng 5 bằng 12 do đó hình vuông này thầy sẽ thế bằng số số 5. 7 cộng 5 bằng 12. Tiếp theo, hình vuông cộng hình vuông bằng hình tròn. Ở phía trên chúng ta đã xác định được hình vuông sẽ thế bằng số 5. Do đó ở phía dưới này thầy cũng thế bằng số 5 đó các em. 5 cộng 5. Các em cho thầy biết 5 cộng 5 bằng bao nhiêu nào? À 5 cộng 5 bằng 10 như vậy ở hình tròn này thầy sẽ thế bằng số 10 đó các em. Bây giờ các em hãy đọc lại kết quả cho thầy. Thưa thầy, 7 cộng 7 là 14. 7 cộng 5 là 12. 5 cộng 5 là 10. Tiếp theo chúng ta sang hoạt động kế tiếp đó là hoạt động thực tế. Dùng sợi dây để tạo hình ảnh đường thẳng, đường cong. Dùng ve tính, bút chì để tạo đường gấp khúc. Bây giờ các em ở nhà các em hãy sưu tập các sợi dây các em hãy tạo thành đường thẳng cũng như đường cong cho thầy hoặc là các em sử dụng đồ dùng học tập của mình như là ve tính, bút chì các em sẽ tạo đường gấp khúc cho thầy nhé Qua bài học hôm nay các em cần nắm được các dạng bài tập chúng ta vừa tìm hiểu Ở nhà các em cần xem lại bài thực hiện vào vở cho thầy Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc Thầy xin chúc các em chăm ngoan, học giỏi Xin chào và hẹn gặp lại các em